Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được một mẫu máy phát điện chạy dầu Nhật bãi Janma IDG 3000S thùng vuông nha quý khách hàng. Trước này thì khi xuống công thì em đã có hình ảnh chi tiết rồi. Thì hôm nay thì máy mới về ngoài cơ sở ở miền Bắc của bên em, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thì bên em xin quay một cái video giới thiệu cái mẫu máy phát điện chạy dầu Nhật bãi Janma IDG 3000S này gửi đến tất cả quý khách hàng. Dòng này thì máy sử dụng động cơ Janma L60 quý khách hàng ạ. Củ phát thì nó là củ Kukusan. Đấy. Hàng này thì mới chuyển về nhá. Thì bên em cũng chưa bóc gì. Đây, chưa bóc cái lớp bóng này. Nó đóng trên một cái pallet như này. Chiếc này còn cực kỳ là mới luôn, cực kỳ đẹp luôn. Dòng này mức tiêu hao nhiên liệu của nó cực kỳ là ấn tượng. Nó rơi vào 0,4 0,5 lít một giờ nha quý khách hàng. Quý khách hàng sử dụng một gia đình là thoải mái. Ví dụ mình chạy một con điều hòa 9000 kèm theo thiết bị gia đình là ok nha quý khách hàng. Đấy. Dòng 3000S này thì nó là thùng vuông quý khách hàng. Trọng lượng máy nó rơi vào khoảng 125 kg. Đây, em sau đây em sẽ... Chiếc này thì em cũng đã bán cho một anh khách thợ rồi. Đấy, thì sau đây em quay vào giới thiệu cho quý khách hàng thôi. Quý khách hàng nào mà quan tâm đến các mẫu máy phát điện Nhật bãi liên hệ em nha. Theo số hotline 0966421739 Zalo bên em. Chiếc này về thì nó bị vỡ mấy cái đồng hồ này. Đấy. Cái này nó trang bị một CB 30A cơ quý khách hàng ạ. Ở đây nó có 3 ổ cắm. Một ổ cắm 30A, 2 ổ 15A. Ổ khóa đề đây. Đấy. Chiếc này không có bình nhá. Bánh xe còn rất là đẹp luôn. Hàng Nhật bãi. Sau đây em sẽ giới thiệu cái nội thất bên trong này. Em sẽ mở ra cho quý khách hàng theo dõi cái nội thất bên trong nha. Em cũng chưa về, em cũng chưa xé ra đâu. Cứ này thì một anh khách thợ anh đã chốt rồi thì cứ này em sẽ giao luôn thôi. Đây. Dòng này nó thùng nó như ở thùng màu xám này quý khách hàng. Đây ạ. Máy trong siêu đẹp luôn. Janma IDG 3000S 3 kVA, động cơ Janma L60, máy mới lắm quý khách hàng ạ. VIP luôn, kiếm một chiếc Janma mà dòng 3000S mà đẹp như này, thùng vuông mà đẹp như này rất là khó nha quý khách hàng. Hôm nay nó còn thiết kế thêm một cái nắp đít ở cuộn điện, nó còn bao kín luôn. Rất đẹp luôn. Chiếc này thì em sẽ không cho nổ mà em sẽ cứ này em sẽ bàn giao luôn. Đấy, quý khách hàng có thể thấy mút xốp của nó còn rất là đẹp luôn. Quạt rất đẹp. Miền Bắc thì bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam bên em nằm ở số 140 đường Cộng Hòa, số 69 đường Tân Thứ Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Quý khách hàng có nhu cầu mua bán, trao đổi tất cả các dòng máy phát điện Nhật bãi hoặc là đồ Nhật bãi liên hệ em nha. Bên em trên thu mua trao đổi hàng mới hoặc hàng cũ, bên em thu mua trao đổi luôn. Dầu nó còn rất đẹp luôn. Đây, dầu nó rất là đẹp. Đấy. Dòng này chạy cũng siêu êm luôn nha quý khách hàng. Máy bên trong quá mới luôn. Chiếc này VIP luôn. Quý khách hàng có thể thấy cái đầu ốc của bô của nó trắng tinh nha. Đấy. Janma 3000S. Bên em đã bán nha. Hàng đẹp luôn. Đây nó có một cái nắp mở ở trên này nữa. Thùng vuông. Nó thêm được cái móc này là cái móc để nó cẩu. Vẫn còn tem một cái cục gửi về. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em nha. Like, chia sẻ ủng hộ bên em nha. Rồi xin chào và gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em.